Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em đang kết nối vào bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa thực sự đụng chạm anh chị em một cách siêu nhiên và ban phước cho anh chị em trong thời giờ này. Rất là vui mừng khi gặp anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa vì cái sự trung tín của anh chị em trong thời gian qua, suốt một loạt những bài học mà chúng ta đã cùng nhau học trên live stream mỗi tối thứ tư. Và tôi thấy ở đây những khuôn mặt rất là quen thuộc, phải không ạ? Luôn trung tín. Bây giờ thì xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi muốn buổi tối hôm nay Chúa đụng chạm anh chị em, Chúa mặc khải cho anh chị em, Chúa ban ơn để cho tất cả anh chị em mình ai nấy đều sống một đời siêu nhiên và kinh nghiệm một Đức Chúa Trời quyền năng, đầy tình yêu thương và đắc thắng trong đời sống của mình. Amen anh chị em. Chúng ta cần Ngài, chúng ta rất cần Ngài. Bởi vì không có Chúa thì chúng ta thật sự rất bối rối và không biết mình phải làm gì. Nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời, đời sống chúng ta thật sự vô nghĩa và hầu như chúng ta chỉ đi loanh quanh thôi, không có biết phải đi đâu về đâu. Cho nên buổi tối hôm nay anh chị em, chúng ta hãy đến với Chúa và đến với nhau trong sự cầu nguyện để thần của Đức Chúa Trời thăm viếng. Và những gì chúng ta học buổi tối hôm nay sẽ thực sự đem lại ích lợi tối đa. Như anh chị em thấy trên Facebook đó, chúng ta đã thông báo một chủ đề mới, phải không ạ? Chủ đề mới. Và trong những bài học tiếp theo đây, chúng ta sẽ xem xét một vấn đề hết sức là sát sườn với đời sống mỗi một chúng ta. Và người ta thường gọi đó là sự vô tín, sự không tin. Nhưng hôm nay chúng ta xét nó dưới khía cạnh thuộc linh thì chúng ta thấy đó là một tà linh. Và tà linh vô tín này nó hành động như thế nào, nó đã làm gì, tác động của nó ra sao, và chúng ta xử lý nó như thế nào. Và khi chúng ta hiểu biết được điều này, tôi cho rằng tất cả anh chị em mình sẽ sống một đời sống tự do, đầy dẫy đức tin. Và anh chị em có thể trông cậy Chúa trong những hoàn cảnh mà tâm trí con người không thể trông cậy. Anh em có thể tin cái điều mà tâm trí con người, một con người bình thường không thể tin. Và đó là nền tảng cho phép lạ xảy ra trên đời sống chúng ta, cho sự chữa lành, giải cứu và giải quyết những nan đề mà con người bế tắc. Anh chị em biết không, chính sự vô tín đó đã ngăn trở đời sống của rất nhiều người. Cho nên tôi đã chọn cái chủ đề buổi trong cái kỳ này, đó là tà linh vô tín, tà linh không tin. Tà linh này thực sự là một tà linh mạnh sức, mạnh sức, nó hành động trong tất cả mọi người, không trừ một ai. Nhưng mà chúng ta, ai mà người nhận biết, tỉnh thức nhận biết ra, chúng ta xử lý nó thì đời sống đức tin chúng ta tăng trưởng một cách vượt bậc. Và bởi cớ đó phép lạ sẽ xảy ra. Amen chị em. Nào bây giờ thì tôi muốn tất cả anh chị em mình hãy cùng nhau cầu nguyện buổi tối hôm nay với tôi. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa đến và đem lại sự mặc khải cho anh chị em trong lúc nghe. Chúng ta cầu nguyện để tâm trí anh chị em mình được soi sáng, lời nói được sức dầu, lỗ tai anh chị em được mở ra, mắt anh chị em được mở ra, anh chị em nhìn và thấy, nghe và hiểu và tiếp nhận vào trong đời sống của mình. Không một gì có thể ngăn trở, không một điều gì ngăn trở anh chị em trong lúc cầu nguyện này, trong cái lúc mình học lời Chúa này. Amen anh chị em. Đừng để Satan cướp đi những phước hạnh mà lẽ ra chúng ta có thể thụ hưởng bởi Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta. Chúng ta đừng mất tỉnh thức về điều này. Nào tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Cùng nhau cầu nguyện. Anh chị em hãy đến và thưa với Chúa rằng chúng ta biết ơn Ngài bởi vì Ngài quá tốt trên đời sống chúng ta. Chúa Giêsu ơi, chúng con biết ơn Ngài bởi vì Ngài quá tốt trên đời sống chúng con. Ngài làm vô số những phép lạ lớn lao, Ngài chữa lành nâng đỡ chúng con.
Ngài đáp ứng mọi nhu cầu, Ngài nuôi dưỡng chúng con, Ngài chữa lành, khiến cho thân thể chúng con được khỏe mạnh, Ngài phục hồi để chúng con có sức lực để bước tới cùng Ngài. Lạy Chúa, chúng con đồng thanh với nhau đến với Ngài giờ này để dâng lên lời cảm tạ Chúa, bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời thành tín và nhân từ. Ngài là thành tín và nhân từ. Ngài thành tín với những gì Ngài hứa, và Ngài nhân từ với những người không xứng đáng như con. Lạy Chúa, hãy cầu nguyện cho em. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện, hãy tôn cao Chúa, hãy nghĩ nhiều về Chúa. Hãy nghĩ nhiều về những điều tốt của Ngài. Hãy nghĩ nhiều về lòng thương xót của Ngài. Hãy nghĩ nhiều về sự công chính của Ngài. Hãy nghĩ nhiều về sự thành tín của Ngài. Hãy nghĩ nhiều về những phẩm hạnh diệu kỳ mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều trong danh Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện đây. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ nhiều về những điều tốt của Ngài, những phẩm chất tốt của Ngài. Hãy nghĩ nhiều về một Đức Chúa Trời cung ứng, một Đức Chúa Trời thành tín, một Đức Chúa Trời yêu thương, một Đức Chúa Trời đáp ứng, một Đức Chúa Trời sẵn sàng, một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời trí tuệ, một Đức Chúa Trời khôn ngoan, một Đức Chúa Trời luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, luôn giúp đỡ những ai kêu cầu Ngài, luôn nhậm lời những người cầu nguyện với Ngài với lòng thành thật. Hãy nghĩ về Đức Chúa Trời của chúng ta anh chị em, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói ánh sáng trong danh Chúa Giêsu chiếu rọi anh chị em giờ này, chiếu rọi tất cả những người đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Tôi nói ánh sáng từ mặt của Chúa Giêsu chiếu vào tâm linh của anh chị em giờ này, chiếu vào tâm linh của anh chị em giờ này, chiếu vào tâm linh của tất cả những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Còn cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Thánh Linh ơi, hãy vận hành. Thánh Linh ơi, hãy chạm vào linh hồn và thân thể của anh chị em con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy chạm để chữa lành, hãy chạm để phục hồi, hãy chạm để cho anh chị em con kinh nghiệm chính Ngài. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em hãy chào đón Thánh Linh vào tại căn phòng của anh chị em đây ạ. Hãy chào đón ạ. Hãy mở môi miệng mình ra và nói: Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài, vì Ngài đang thăm viếng con. Bởi danh của Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài đang thăm viếng con. Ngài đang khích lệ con, Ngài đang cảm động con, Ngài đang dẫn dắt con, Ngài đang yêu thương con, bởi vì Ngài đã sức dầu cho con trở thành con cái của Ngài. Cầu nguyện lên cho em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục anh chị, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục anh chị em nói đi ạ. Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài. Hãy đến bên con một cách dậy đầy giờ này. Đến bên con một cách dậy đầy giờ này. Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài đấng quyền năng ở trên con, đấng quyền năng ở trong con, đấng quyền năng ở bên cạnh con đến đời đời. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu, con tin Thánh Linh đang ở trong con. Trong danh Chúa Giêsu, con tin Thánh Linh đang ngự trên con. Trong danh Chúa Giêsu, con tin Thánh Linh đang ở bên cạnh con đến đời đời. Con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa. Cầu nguyện anh chị em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Ô, xin Chúa đụng chạm anh chị em và đầy dẫy anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Xin thần Đức Chúa Trời đụng chạm và đầy dẫy anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một ông bà anh chị em đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được tự do. Hãy được tự do. Hãy được tự do. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta lệnh cho tất cả mọi thế lực, ta lệnh cho tất cả mọi thế lực, quyền lực tối tăm đang ngăn trở lớp học này, đang ngăn trở lớp học này, bất kể tên gọi của tụi bay là gì, đến từ đâu, đến từ nguồn nào, toàn bộ những quyền lực tối tăm đang ngăn trở lớp học này trên những anh chị em ta, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi. Còn tạ ơn Chúa. Tôi công bố sự tự do trong danh Chúa Giêsu trên ông bà anh chị em giờ này. Sự tự do trong linh, sự tự do trong hồn, sự tự do trong thân thể giờ này. Tôi công bố sự tự do trong tâm trí giờ này, sự tự do trong tai, trong mắt giờ này, sự tự do trong tấm lòng giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Công bố anh chị em. Hãy công bố sự tự do cho chính mình. Hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố. Mỗi một người hãy công bố.
Con tạ ơn Chúa Giêsu đã cho con sự tự do. Tự do để hiểu lời Ngài, tự do để thấy lời Ngài, tự do để nhận sự mặc khải từ Ngài, tự do để nghe và hiểu lời Ngài. Con công bố con được tự do. Con tự do trong thân thể, con tự do khỏi mọi tật bệnh, con tự do để sống với Chúa, con tự do để nhận mọi ơn phước mà Ngài dành cho con. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng cầu nguyện anh chị. Tiếp tục nào, mỗi một người hãy mở môi miệng ra và cầu nguyện. Chúa rất yêu thương anh chị em. Chúa rất yêu thương anh chị em. Và anh chị em biết rằng Ngài dành mọi điều tốt nhất cho anh chị em là con cái của Ngài. Ngài dành mọi điều cho sự sống, đời sống tin kính, mọi điều cho một đời sống tin kính đã được bày ra, mọi điều mà Chúa Giêsu làm để cho chúng ta sống một đời tin kính trọn vẹn và đắc thắng. Hãy công bố điều đó cho chính mình. Con cảm ơn Chúa Giêsu để cho con mọi điều. Con cảm ơn Chúa Giêsu đã cung ứng cho chúng con mọi điều thuộc về linh, về hồn và thuộc thể. Cảm ơn Chúa Giêsu đã cứu con, đã phục hồi con, đã chữa lành con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã ban Thánh Linh cho con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã đầy dẫy lòng con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã dẫn dắt con, để giải cứu con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã cho con biết chính Ngài. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện giờ này. Tiếp tục tuyên bố anh chị em. Tiếp tục. Mỗi một người đừng ai làm thinh giờ này. Đừng để một ai đang bị quấy rối giờ này. Đừng để một điều gì quấy rối và làm anh em phân tâm giờ này. Đừng để bất cứ một thứ gì khiến cho anh chị em để cho tâm trí đi lang thang giờ này. Hãy tập trung vào Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tập trung vào Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tập trung vào Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Tuyên bố anh chị em. Tuyên bố anh chị em là người được Chúa chọn. Anh chị em tin vào lòng nhân từ và lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời. Và anh em nói ra môi miệng của mình: con được chữa lành, con được soi sáng, con được sức dầu, con có lời Đức Chúa Trời, con có Thánh Linh của Chúa đấng ngự bên trong con. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tuyên bố anh chị em: Cảm ơn Ngài. Một lần nữa trong danh Chúa Giêsu. Thánh Linh đến trên anh chị em giờ này. Tôi tuyên bố trong danh Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh giáng lên trên anh chị em giờ này với quyền năng của Ngài. Giáng lên trên anh chị em giờ này với quyền năng của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy đón nhận sức mới từ Ngài. Đón nhận sức mới từ Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận sức mới từ Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mỗi một người nam, người nữ đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy đón nhận sức mới từ Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đó đây. Tôi tuyên bố sự sáng nơi mặt Chúa Giêsu chiếu lên anh chị. Tôi tuyên bố mọi tối tâm đã bị hủy bỏ. Tôi tuyên bố mọi điều gì thuộc về sự tối tăm như bệnh tật, đau yếu, buồn rầu, không tha thứ, giận dữ, chết chóc, cay đắng, hận thù, yếu đuối, mỏi mệt, bất an, lo âu rơi trong danh Chúa Giêsu bị tiêu hủy trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Bị tiêu hủy bởi ánh sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Anh chị em tuyên bố sự tự do cho linh hồn của mình. Anh em tuyên bố con tin Ngài, lạy Chúa, lạy Chúa Đức Chúa Trời của con. Đức Chúa Trời của con. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Kekatarabakasi tarabakasi 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 tarabakasi. Chúa ban phước cho anh chị. In the name of Jesus. Chúa ban phước cho anh chị. In the name of Jesus. Cảm ơn Ngài. Anh chị em thấy Chúa đụng chạm mình không ạ? Tôi tin rằng Chúa Thánh Linh đụng chạm rất nhiều người trong thời gian vừa rồi và khiến cho anh chị em được phục hồi. Anh chị em thấy bình an, vui mừng, khỏe mạnh và được yêu thương. Anh chị em thấy Chúa Thánh Linh yêu thương mình. Chúa Thánh Linh bao phủ mình và Ngài luôn chăm sóc anh chị em. Đó là sự thật 100%. Chúa luôn chăm sóc anh chị em. Dù bất kể hoàn cảnh có ra sao,
Bất kể thế giới này đang chống lại anh chị em như thế nào, hãy biết rằng Cha trên trời đang chăm sóc anh chị em từng giây đồng hồ. Và nếu anh chị em tin thì không có một điều gì có thể gây hại cho anh chị em. Không một thế lực nào, không một quyền lực nào có thể rút anh chị em ra khỏi tình yêu thương mà Chúa trời đã dành cho anh chị em trong Chúa Giêsu Christ, căn cứ theo Roma chương 8 câu 29, 30, 31. Phải không ạ? Cảm ơn Ngài. Hãy tin, hãy công bố ra miệng đi anh chị em: con cảm ơn Chúa vì Ngài hằng yêu thương con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài hằng yêu thương con. Bất chấp hoàn cảnh ra sao, con vẫn tin rằng mọi điều Ngài dành cho đời sống con là tốt nhất. Con tin Ngài, con yêu Ngài, con tin cậy Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Amen và amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ok anh chị em. Wow, bây giờ thì mình sẽ đến với bài học. Ok, bài học đầu tiên buổi tối hôm nay. Tôi lấy tiêu đề đó là mạng lệnh của Chúa và tà linh vô tính. Không ạ? Một bên là Đức Chúa Trời muốn làm cho con người, và tà linh vô tính nó đang ở đâu. Ok. Nhưng trước khi bắt đầu bài học đó, tôi nhờ anh chị em một việc như thường lệ: hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình và trên mọi nhóm nhánh mà anh chị em có tham gia trên mạng xã hội, được không ạ? Để lời của Đức Chúa Trời lan tỏa, và biết đâu được rất nhiều người được cứu, được chữa lành, được giải cứu, được ban phước qua cái live stream buổi tối hôm nay. Và như vậy anh chị em được thưởng trong cõi đời đời. Phần thưởng anh em là lớn lắm. Phần thưởng của mỗi một con người, dù gián tiếp hay trực tiếp, chia sẻ phúc âm để cứu người, rất lớn. Đó là những điều mà mình làm vì cớ thế giới tương lai, vì cớ những linh hồn, vì cớ sản nghiệp thuộc linh mà chúng ta có. Anh chị em hãy chia sẻ ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Và rồi anh chị em, chúng ta sẽ bắt đầu bài học giờ đây thôi, rất là nhanh. Buổi tối hôm nay đó, chúng ta nói một chút xíu về thế giới mà mình đang sống. Nó sẽ như thế nào hiện nay trên thực tế, đúng không ạ? Chúng ta nói về ý muốn của Chúa như thế nào, và đáp ứng của mỗi một chúng ta đối với vấn đề đức tin. Kinh Thánh nhiều lần và nhiều lần khẳng định, không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu như mỗi một chúng ta đang bị điều khiển bởi một tà linh vô tín, hay nói cho dễ hiểu là một sự vô tín trong tấm lòng về bất kỳ lĩnh vực nào, về bất kỳ lĩnh vực nào, về sức khỏe, về tài chính, về gia đình, về phép lạ dấu kỳ, không ạ? Thì rõ ràng chúng ta không thể nào được đẹp lòng Chúa một cách trọn vẹn. Anh chị em và tôi đang sống trong một cái thế giới nó rất đặc biệt. Nó đặc biệt bởi vì trải dài hàng ngàn năm lịch sử, chưa có cái giai đoạn nào mà chúng ta đang sống, mà như chúng ta đang sống, nó chối bỏ cái đức tin vào đấng tối cao, chối bỏ những điều siêu nhiên một cách có hệ thống như ngày hôm nay. Tôi nhắc lại nha, tôi và bạn chị em đang sống trong một cái thời kỳ, một cái thời đại, một cái kỷ nguyên mà chưa bao giờ, chưa bao giờ con người chối bỏ đấng tối cao, chối bỏ những điều siêu nhiên một cách có hệ thống như ngày hôm nay. Nhiều học thuyết người ta nghĩ ra, và nhiều những câu nói, nhiều những giáo lý, nhiều những lý ý tưởng, nhiều những cái điều gọi là triết lý, hay những cái hệ thống người ta xây dựng ra nhằm để chối bỏ Đức Chúa Trời, chối bỏ những điều siêu nhiên. Và tôi cho rằng đằng sau tất cả những hệ thống đó
do tà linh hành động và kiểm soát, và tà linh đó chúng ta gọi là linh vô tín. Ví dụ như cái thế giới ngày xưa đó, người ta khi nói đến những điều siêu nhiên, người ta hoàn toàn rất dễ chấp nhận, rất dễ chấp nhận. Nhưng ngày hôm nay nếu mà nói đến những điều siêu nhiên, người ta có thể lập tức bị kéo vào một cuộc tranh luận, cãi vã, lý lẽ, logic, đem ra khoa học hay tất cả mọi thứ để phản bác, để bác bỏ, để chối bỏ. Nếu như ngày hôm nay anh chị em ra đường và nói rằng Đức Chúa Trời đã nắng lên con người từ bụi đất, không ạ, hà sinh khí vào, và hai con người đầu tiên đó đã trở nên một loài sinh linh có hơi thở, có da, có thịt, có máu, có tim, có gan, đi lại, nói năng, suy nghĩ được, thì lập tức không phải anh chị em được đón nhận sự hoan nghênh, đón nhận một cái sự vỗ tay, đón nhận một cái sự đồng thuận, đồng ý, mà anh chị em sẽ bị nhìn với con mắt coi như anh chị em là một người hoang tưởng, coi như anh chị em là một người ở hành tinh khác đến, một người gì đó bất bình thường. Mặc dù những điều đó được chép rất rõ ràng từ những câu đầu trong quyển Kinh Thánh đã được lưu truyền hàng ngàn năm nay. Cha ông chúng ta đã tin, tổ phụ chúng ta đã tin, nhưng không biết lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái thế giới người ta không tin những gì mang cái tính siêu nhiên, mang cái tính là từ cái chỗ không thấy được, không có, ra cái chỗ có. Giống như Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời tạo ra thế giới này từ cái chỗ không có, không có gì, Chúa tạo ra thế giới này. Nhưng mà người ta không tin cái điều đó. Đây là thách thức của mỗi một chúng ta, thách thức. Và anh chị em biết không, thế giới hôm nay đau khổ nhiều, gặp nhiều những vấn đề rắc rối không giải quyết được, gặp những điều đổ vỡ, những sự đổ vỡ về hệ thống đạo đức, đổ vỡ về niềm tin, đổ vỡ về lối sống, đổ vỡ về sức khỏe, đổ vỡ về nền tảng gia đình, đổ vỡ về mặt ổn định xã hội, đổ vỡ về sự thiếu tình yêu thương, thiếu lòng trắc ẩn, vân vân và vân vân. Lý do là gì? Theo tôi, đó là vì sự vô tín của con người. Vô tín. Khi con người không còn tin một đấng tối cao, khi con người không còn tin vào sự phán xét và quyền tể trị của một đấng tối cao, con người cho phép mình sống như mình là Chúa, mình tự quyết định mọi sự và trên mình không còn ai. Khi con người không còn tin rằng mình có một linh hồn, mình có một cái sự sáng tạo kết nối với một đấng tối cao, có tình yêu, có đạo đức, con người ta cho phép mình sống chà đạp trên mọi luân thường đạo lý, chà đạp trên tất cả mọi giới hạn đạo đức của con người. Và đó là lý do tại sao hôm nay mình thấy thế giới đổ vỡ. Và như tôi nói với anh chị em, Sự vô tín nó không đơn thuần là sản phẩm của tâm trí con người, nó không đơn thuần là sản phẩm của những nghiên cứu của con người, nó cũng không đơn thuần là cái điều gì đó con người nghĩ ra. Không, sự vô tín là một tà linh. Sự vô tín là một tà linh ra từ Satan, và nó hành động rất mạnh trong thời đại cuối này, hành động rất mạnh trong cái bối cảnh mà chúng ta đang sống, mà người ta nói là khoa học kỹ thuật tiến bộ đó. Người ta cố nặng ra, nghĩ ra những cái điều gì đó mà để cho mỗi một con người có cơ hội, có cái lý do để chối bỏ những điều siêu nhiên của Đức Chúa Trời được chép rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Mà đó, cho nên tôi nói chúng ta đang sống trong bối cảnh xã hội được và đang bị điều khiển và hành động bởi một thứ tà linh gọi là linh vô tín. Vô tín khắp nơi, anh chị em thấy sự vô tín. Trên miệng người ta nói chuyện, anh chị em thấy sự vô tín. Trong sách giáo khoa mà anh chị em con cháu chúng ta học có sự vô tín, không ạ? Và chúng ta tìm thấy ở khắp mọi nơi, trên báo chí, báo đài, trên mạng xã hội, trên sách vở, chúng ta đọc thấy sự vô tín. Cái mà con người gọi là vô thần đó, thực sự
nó là sản phẩm của linh vô tín. Linh vô tín đã tạo ra một thế hệ gọi là vô thần, và cái vô thần đó nó tạo ra một khoảng trống mênh mông trong lòng của con người, trong sâu thẳm của con người, và con người trở nên trống rỗng bởi vì chính sự vô tín đã không kết nối con người với Đức Chúa Trời, và sự trống rỗng đó đã tạo ra những điều ác trong xã hội này. Sự trống rỗng đó khiến người ta nghiện ngập, sự trống rỗng đó khiến người ta đỉ điếm và tà dâm, sự trống rỗng đó khiến người ta quan hệ ngoài hôn nhân, người ta ăn ở trước với nhau trước khi cưới nhau, sự trống rỗng đó khiến người ta tìm đến ma túy, khiến người ta tìm đến những cái quán bar, khiến người ta tìm đến những cái điều ô uế, những cái điều dơ bẩn. Sự trống rỗng đó khiến người ta đánh nhau, trộm cướp, giết nhau, lừa nhau. Sự vô tính đó khiến người ta ích kỷ và sống chỉ nghĩ về chính mình. Anh Trinh biết không, cái sản phẩm của tà linh vô tính này là cực kỳ gian ác, nó tạo ra một thế hệ mang tính toàn cầu, những con người trống rỗng bên trong, những con người cái đầu thật là bự nhưng mà trái tim thì chỉ bằng quả nho thôi. Cho nên nó tạo ra những cái điều rất gian ác ở trong thế giới ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu còn đi trên đất đó, thì Chúa nói rất nhiều về đức tin. Chúa nói rất nhiều về đức tin. Các ngươi hãy ăn năn và tin. Không ạ? Hãy ăn năn và tin. Chúa nhắc đi nhắc lại về đức tin. Tại sao Chúa lại đánh tức là nhấn mạnh đến đức tin như thế? Bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài biết rằng thế giới chắc chắn đang và sẽ bị cai trị bởi một quyền lực rất lớn, một quyền lực của Satan gọi là sự vô tín. Và con người ta sẽ là nạn nhân của rất nhiều vấn đề trong cuộc sống bởi sự vô tín. Chúa Giêsu nhấn mạnh đức tin bởi vì Ngài biết rằng dù Ngài có làm tất cả mọi điều cho con người, nhưng mà nếu con người không có đức tin thì họ vẫn là nạn nhân của cái thế giới đổ vỡ và bị cai trị bởi Satan này. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Giống như nếu anh chàng có dọn bàn ra đây dãy thức ăn ngon lành, đây những món ngon nước mùi thơm, nhưng mà nếu anh chàng dọn ra trước một người mù, người câm, một người điếc, một người đã hoàn toàn mất tất cả các giác quan, thì cái bàn tiệc của anh chàng trở nên vô nghĩa đối với người đó, vô nghĩa. Vì vậy Chúa Giêsu nhấn mạnh đức tin, đức tin, đức tin, bởi vì Ngài biết rằng nếu con người chưa thoát khỏi quyền lực của sự vô tín thì tất cả những gì Ngài làm dù rất tốt, con người cũng không thể nếm trải và cảm nhận hay là kinh nghiệm được, không thể. Cho dù Chúa có thể đem đến sự chữa lành, nhưng con người không thể nhận được, con người vẫn chết vì bệnh tật, bởi vì vô tín. Cho dù Chúa Giêsu đập bể gãy hoàn toàn quyền lực của Satan để đem lại sự giải cứu và sự tự do hoàn hảo cho con người, nhưng con người vẫn có thể trở nên nô lệ cả đời cho sự gian ác bởi vì họ không tin. Họ không tin, và Chúa Giêsu cung cấp cho họ điều đó. Chúa Giêsu đã chịu nghèo hèn để cung cấp cho con người một đời sống dư dật và thịnh vượng về vật chất và sự cung ứng đầy đủ mọi điều. Không ạ? Như trong Galati đã nói, hay là trong Corinto nhất, Corinto nhì chương 8 đã nói. Nhưng mà con người vẫn có thể bị chết đói, thiếu thốn, sống trong nợ nần thất bại bởi vì không tin. Chúa Giêsu có thể đã bẻ gãy toàn bộ quyền lực rủa xả, không ạ? Để cho phước lành của Abraham tuôn chảy xuống những ai theo Ngài, cho toàn thế giới, không riêng gì một người nào. Nhưng con người vẫn sống với sự rủa xả bởi vì họ không tin. Anh em có cảm nhận được điều tôi nói giờ này không ạ? Cho nên anh chị em ơi, tà linh vô tín là người giữ kho báu của Satan.
Ngài nói nôm na cho nó dễ hiểu, tà linh vô tính là kẻ chặn cửa của con cái Chúa đến với kho báu của Đức Chúa Trời. Tà linh vô tính là kẻ chặn cửa, tức là nếu như anh chị mình cho phép nó, không hiểu, không xử lý nó, thì nó là kẻ chặn ở cái cửa, mà nơi đó bước vào kho báu của Đức Chúa Trời những gì Chúa Giêsu đã làm, và chúng ta không thể bước vô được bởi vì chúng ta không biết để xử lý. Tôi không nói điều đó chỉ cho những người ở ngoài thế gian kia đâu, tôi cũng nói điều đó cho rất nhiều con cái của Chúa. Mà một nhà truyền giáo có nói đó là những tín đồ vô tín. Anh em lạ chưa? Những tín đồ vô tín. Đâu đó vẫn tồn tại những tín đồ vô tín. Có nghĩa là Chúa dọn bàn cho chúng ta rất nhiều món, nhưng mà anh chị em vì lý do nào đó chọn đúng một món thôi. Và anh chị em ăn, anh chị em nói đúng, Chúa chỉ đãi tôi một món vậy thôi. Vì lý do nào đó anh chị em chỉ chọn cái món là được tái sanh, được lên thiên đàng. Còn những món như chữa lành, giải cứu, ban phước thịnh vượng tài chánh, hạnh phúc, vui mừng, bình an, thành công, vận hành trong ân tứ, nói tiếng lạ, nói tiên tri, làm phép lạ, thông giải, hàng trăm món khác mà Chúa Giêsu đã làm, anh chị em không tin, anh em không chọn. Và cuối cùng cả đời anh chị em ăn mãi một món thôi, đó là món cứu rỗi linh hồn. Sáng cứu rỗi linh hồn, trưa ăn cứu rỗi linh hồn, chiều ăn cứu rỗi linh hồn, ngày mai ăn cứu rỗi linh hồn, ngày mốt ăn cứu rỗi linh hồn. Và những tín đồ vô tính đó tự an ủi mình, hãy trung tín cho đến chết, cứ ăn mãi một món cứu rỗi linh hồn. Thân thể thì bệnh tật, tâm hồn thì bị trói buộc, đời sống thì méo mó, hôn nhân thì bên bờ vực đổ vỡ, con cái thì hư hỏng. Tất cả mọi điều nó đem đến toàn những sự tối tăm. Nhưng anh chị em cứ tự an ủi, mỗi ngày mình ăn món cứu rỗi linh hồn được rồi. Sáng cứu rỗi linh hồn, tạ ơn Chúa rồi. Còn những cái kia, ráng chịu đựng, ráng vác thập tự giá, ráng đi, trung tín. Đó tôi gọi là những tín đồ vô tín. Một lý do nào đó mà tà linh vô tính đã trói buộc và bịt mắt những anh chị em này. Một lý do nào đó mà có những cánh cửa mở ra cho những tà linh vô tính vào và khống chế họ, khiến cho tâm trí họ không thể tin được sự chữa lành mà Chúa Giêsu đã dành cho, khiến cho tâm trí họ không thể tin được sự giải cứu mà Chúa Giêsu đã dành cho, hay là sự ban phước mà Chúa Giêsu đã dành cho, hay là sự nâng đỡ khích lệ mà Chúa Giêsu đã dành cho. Một lý do nào đó, và Kinh Thánh gọi là gì, họ không nhìn thấy sự sáng chói của tin lành, bởi vì Chúa đời này đã làm mù lòng họ, mù lòng kể cả người thế gian và một số anh chị em hiện nay ở trong các hội thánh vẫn tồn tại một số rất lớn những tín đồ vô tín. Đây là lý do mà hội thánh rất nhiều tiếng kêu la, nhưng con người ta vẫn cố gắng chịu đựng, người ta không tin, phải không ạ? Thậm chí nha anh chị em, có một số người đau bệnh quá, cho nên ráng cầu nguyện, Chúa ơi chữa lành con, nhưng mà tâm trí không thể tin được. Đấy mới là lạ chứ. Anh em thấy lạ không? Miệng thì cầu nguyện, Chúa ơi chữa lành con, nhưng mà không tin được là Chúa có thể chữa lành. Anh em thấy nó có mâu thuẫn không? Tôi nghĩ nó không mâu thuẫn đâu. Nếu mình xét về khía cạnh thuộc linh, nó không mâu thuẫn. Bởi vì như tôi đã nói á, vô tín là một tà linh, nó không phải là sản phẩm của con người, nó không phải là lý trí hay là tấm lòng hay là cái gì đó từ trong con người, không,
Nó từ bên ngoài bước vô và nó khống chế con người. Con người kêu la nhưng mà đồng thời không thể tin. Con người nói Chúa ơi chữa lành con, nhưng mà đồng thời không thể tin Ngài chữa lành. Anh em nhớ câu chuyện cha của một đứa bé không? Đứa bé bị động kinh á, dẫn đến với Chúa Giêsu. Vì các môn đồ không thể chữa được, và Chúa nói: hỡi dòng dõi vô tín kia, ta phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Đem con trẻ đến đây cho ta. Thì cha đứa bé nói sao? Thầy làm được gì làm? Chúa Giêsu nói: sao lại nói là thầy làm được? Mọi sự đều được cho những kẻ tin. Và cái ông đó ông la lên sao anh chị? Ông đó ông nói: tôi tin nhưng mà giúp tôi những sự không tin. Ô, anh chị em có bao giờ suy nghĩ về điều này không? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ về tiếng kêu la của người cha đứa trẻ này không? Tôi suy nghĩ nhiều về điều này, và tôi thấy nó có một cái sự mâu thuẫn trong chính con người này. Và cái sự mâu thuẫn đó nó cũng giống y như cái điều tôi vừa nói. Có những anh chị em: Chúa ơi chữa lành con, nhưng mà đồng thời bên trong không có tin. Thậm chí nhờ người khác cầu nguyện nhưng mà lòng không có tin. Giống như người cha này, không ạ? Chúa ơi giúp con tin, nhưng mà giúp con những sự không tin. Lan sát. Tôi gọi đó là tà linh vô tín. Tà linh vô tín nó thực sự hiện diện ở trong những con người như vậy. Anh em hãy cẩn thận với nó nha. Có khi nào anh chị em cảm thấy mình kêu la mà đồng thời không tin không? Hãy cẩn thận với tà linh vô tín nha. Nó là một tà linh. Hãy nhận diện nó. Nhận diện nó. Nhận diện nó lập tức lên. Nó là linh, không phải là logic, không phải là trí tưởng tượng, không phải của anh em. Nó là một thế lực vô hình đang đồn trú bên trong và đang ám trên đời sống của anh chị em. Cho nên anh chị em mới có cái cảm giác lạ lùng như thế. Một mặt kêu la nhưng một mặt không thể tin. Vì vậy ở trong Gia Cơ có nói đó anh chị em. Gia Cơ chương 1 có nói đó. Đúng không ạ? Gia Cơ chương 1 có nói: nếu ai trong anh chị em thiếu sự khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài ban cho một cách rộng rãi và không trách móc ai hết. Nhưng mà sao? Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật gì từ Chúa, vì ấy là một người phân tâm, do dự nghi ngờ, thiếu quyết đoán. Một người đó phàm làm điều gì cũng không định. Anh em thấy không? Phân tâm là gì? Tức là cái tâm trí, tâm lòng của anh chị em bị chia làm đôi. Chia làm đôi. Và có một thế lực nào đó đang điều khiển. Có một thế lực nào đó khống chế tâm trí anh em và bắt nó không tin. Có một thế lực nào đó khống chế tâm lòng anh em và bắt nó không tin. Cái đời gọi là sự phân tâm. Một mặt muốn tin mà đồng thời bị dao động không tin. Và Kinh Thánh gọi là những người như vậy không thể nhận lãnh bất cứ điều gì. Anh chị em thấy sự tác hại của tà linh vô tính chưa? Nó rất tác hại. Rất tác hại. Rất tác hại. Khi Chúa Giêsu rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài rao giảng với một cái thẩm quyền. Như tôi hay thường nói đó, vương quốc Đức Chúa Trời là một vương quốc mà mình không thấy bằng mắt, nhưng mình có thể thấy quyền năng của vương quốc đó hành động qua sự giải cứu, qua sự chữa lành, qua những dấu kỳ phép lạ, qua những con người được phục hồi, được tự do. Chúa Giêsu luôn nói với thẩm quyền. Chúa Giêsu luôn bày tỏ những cái vấn đề mà Ngài muốn đem đến cho con người đó bằng thẩm quyền mà Ngài có. Ngài giảng bởi thẩm quyền, Ngài làm phép lạ bởi thẩm quyền, phải không anh chị? Ngài làm tất cả mọi điều bởi thẩm quyền. Và Ngài kêu gọi con người hãy tin. Ngài kêu gọi con người hãy ăn năn và tin. Ngài kêu gọi con người hãy chấp nhận, hãy nhìn ra những công việc mà Đức Chúa Trời đang làm. Vì Ngài nói là vương quốc Đức Chúa Trời đang đến gần, đã đến. Ngài kêu gọi con người đón nhận. Đó là cái chỗ mà chúng ta nói ngày hôm nay. Thế giới hôm nay sẽ rất là bớt, rất là nhiều sự khổ đau.
thế giới hôm nay sẽ giảm rất là nhiều những công việc của ma quỷ. Thế giới hôm nay sẽ không còn những bệnh tật đau khổ giáng lên con người, nếu như tất cả con người chấp nhận thẩm quyền của vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là sự thật. Nhưng tại sao hôm nay họ vẫn đau khổ, vẫn nô lệ, vẫn đầy dẫy những điều gian ác? Bởi vì họ không đón nhận thẩm quyền vương quốc Đức Chúa Trời. Họ không tin. Họ không tin rằng Chúa Giêsu có thể làm được điều đó. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời đang dành cho họ điều đó. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi cho họ. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành cho họ. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể giải cứu họ khỏi ma quỷ. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể cho họ một cuộc sống no đủ, một cuộc sống đắc thắng, một cuộc sống vô tội, một cuộc sống công chính, một cuộc sống bình an, một cuộc sống vui mừng giữa thế giới đầy dẫy tối tăm. Họ không tin. Họ không tin. Và đáng buồn thay, không phải điều đó chỉ ở thế giới đâu anh chị, nó còn len lỏi vào trong hội thánh. Và cái giáo lý truyền thống, thần học truyền thống của hội thánh giảng như thế nào, anh chị em đã từng nghe chưa? Tôi không biết là trong tất cả hơn 410 mấy anh chị em trên live stream này, có anh chị em nào đã từng nghe những cái bài giảng kiểu như thế này không? Thời đại phép lạ đã qua rồi. Thời đại của những ân tứ dấu kỳ đã qua rồi. Nó đã chấm dứt khi các sứ đồ về với Chúa rồi. Ngày hôm nay chúng ta có Kinh Thánh rồi. Chúng ta chỉ nhìn vào Kinh Thánh rồi nhận sự cứu rỗi và hưởng sự sống đời đời thôi. Ngày hôm nay không còn sự chữa lành đâu, không còn sự giải cứu đâu, không còn nói tiếng lạ đâu, không còn bắt tem thánh linh đâu, không còn nói tiên tri đâu, không còn chữa bệnh, không còn đủ quỷ đâu. Hết rồi. Tất cả đều là quỷ làm đấy thôi. Anh chị em đã từng nghe trong hội thánh đã giảng cái loại thần học này chưa? Có không ạ? Nếu ai đã từng nghe, hãy comment xuống là tôi đã từng nghe. Comment xuống cho mọi người biết. Đây là giáo lý của quỷ dữ. Và tà linh vô tín đang giảng điều này chính trong những các hội thánh. Tôi nói 100% luôn. Tà linh vô tín đang sức dầu cho những đầy tớ của nó để giảng cái giáo lý này trong chính các hội thánh của Đức Chúa Trời. Và đã sản sinh ra những tín đồ vô tín đi nhà thờ nhưng vẫn là nô lệ của Satan, để rao truyền, để quảng bá những cái giáo lý vô tín này, hay gọi là những cái linh vô tính này, nó ám từ người này đến người khác, nó lây từ người này sang người khác, nó truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, bằng những cái luận điệu và những cái giáo lý giống giống như vậy. Trong khi Chúa Giêsu hoàn toàn không bao giờ nói rằng là thời đại của dấu kỳ phép lạ đã chấm dứt. Chúa không bao giờ nói. Mà ngược lại, Chúa vẫn khẳng định ai tin ta sẽ làm được việc ta làm mà còn làm lớn hơn nữa. Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài chữa lành cho tất cả những người bệnh đến với Ngài. Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài giải cứu tất cả những con quỷ nào ám vào con người mà đến cầu hỏi Ngài. Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài ban phước và phục hồi, tha thứ những người nào đến với Ngài. Chúa Giêsu khẳng định rằng những ai tin Ngài sẽ tiếp tục làm những việc Ngài làm và còn làm lớn hơn nữa. Thế thì tôi không hiểu rằng cái giáo lý vừa rồi nó đến từ đâu. Chỉ có một lời giải thích thuyết phục nhất là nó đến từ tà linh vô tín. Tà linh vô tín đã hà hơi, tà linh vô tín đã sức dầu để cho những đầy tớ của nó, những cỏ lông ở trong đám ruộng của Đức Chúa Trời, đã giảng ra những cái điều đến từ Satan. Đạo lý vô tính này đến từ quỷ dữ, và nó đã cầm buộc rất nhiều con cái của Đức Chúa Trời, biến họ trở thành những tín đồ vô tín. Anh em thấy như ở trong Luca chương 9 câu 1, Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Thấy không ạ? 12 sứ đồ.
Ngài rao giảng phúc âm và Ngài làm gì? Ngài ban quyền năng phép tắc cho những người theo Ngài để họ cũng gì? Trừ quỷ chữa bệnh. Đúng chưa? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 23 chép: Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Đúng không? Đây là mạng lệnh của Chúa. Đây là việc làm của Chúa. Đây là sứ mạng của Chúa. Đây là những điều mà Ngài đến Ngài làm và Ngài nói cho những người theo Ngài cũng phải làm, sẽ làm và tiếp tục làm. Lý do gì ngày hôm nay người ta giảng rằng là hết rồi, đừng làm nữa? Vì sao? Vì linh vô tính đã chiếm hữu họ. Tà linh nói qua miệng họ, tà linh sống trong tâm trí họ, tà linh sống trong tấm lòng của họ, và họ phun ra những lời vô tính. Phải không chết? Ngày tôi đọc tiếp Ma-thi-ơ chương 10 câu 7 câu 8: Khi đi đường, đây là Ngài nói với các sứ đồ đó, khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được ban cho không, hãy cho không. Vậy thì sao nữa? Các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho họ được lành. Anh chị em thấy chưa? Đó là vấn đề. Nhưng có người nói rằng ở đây là các sứ đồ. Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em, mệnh lệnh của Chúa không dừng lại các sứ đồ, 12 sứ đồ. Ở một chỗ khác, Ngài kêu 70 môn đồ của Ngài lại và Ngài cũng ban cho gì? Quyền năng phép tắc để chữa bệnh, trừ quỷ và sai đi từng đôi một khắp các làng, các thành. Anh em thấy mức độ thứ hai chưa? Mức độ thứ hai là Ngài ban cho 70 người. Mức độ thứ nhất là Ngài ban cho gì? 12 người. Nhưng người ta nói là đây là 70 người, còn bây giờ đâu nữa? Nhưng không, anh em nghe tao nói đây. Khi bắt đầu xong công việc rồi, Chúa đã hoàn thành những điều Ngài làm rồi, thì Ngài để lại một mạng lệnh là gì anh chép? Mạng lệnh của Ngài là gì? Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã ban cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nói cho họ giữ tất cả những điều mà ta đã dạy, biến họ trở thành môn đệ của ta, và nay ta hằng ở cùng các ngươi cho đến khi tận thế. Nếu Chúa ở cùng chúng ta thì chắc chắn một điều, quyền phép cả trên trời dưới đất phải ở cùng với chúng ta. Vì Ngài nói rằng quyền phép đó đã thuộc về Ngài. Nếu hội thánh của Chúa có Chúa thì chắc chắn quyền phép của cả trời đất phải ở trong hội thánh đó. Quyền phép đó để làm gì? Để chữa lành, để giải cứu, để ban phước, để phục hồi, để cứu rỗi người ta. Có đúng không nào? Nếu điều đó chưa thuyết phục thì mời anh chị em dở Mát chương 16 ra, tôi sẽ thuyết phục cho anh chị em về mạng lệnh của Chúa. Phải không ạ? Mát chương 16, Ngài nói gì? Ngài nói gì đây? Câu 16: Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đón phạt. Câu 17: Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc chẳng hại gì, hãy đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Vậy thì còn nói với các sứ đồ không? Còn nói với 12 sứ đồ không? Ngài còn nói với 70 sứ môn đồ không? Không. Bây giờ Ngài nói gì? Vậy những ai tin, những ai tin chắc chắn trong đó phải có tôi và bạn trẻ. Những ai tin chắc chắn trong đó phải có tất cả các hội thánh ở mọi thời đại. Có đúng không? Vậy thì nếu thực sự những người đã tin và như thực sự những người đó giữ mạng lệnh của Chúa, thì họ phải nhân danh Chúa đủ quỷ, họ phải nhân danh Chúa chữa lành, họ phải nhân danh Chúa mà nói tiếng mới, họ phải nhân danh Chúa mà đặt tay lên kẻ đau để kẻ đau được lành, họ phải nhân danh Chúa mà rao giảng một phúc âm đầy quyền năng với dấu kỹ phép lạ. Có đúng anh chị?
mạng lệnh của Chúa nó rõ như ban ngày. Mạng lệnh của Chúa nó rõ như ban ngày, nhưng hôm nay vẫn tồn tại đâu đó những con người nổi loạn và không muốn thực hiện mạng lệnh của Chúa. Nổi loạn, họ chống lại mạng lệnh của Chúa, họ chống lại một cách tỏ tường với cái giáo lý quỷ dữ mà tôi vừa nói cho anh chị. Họ nói rằng Chúa lấy lại ơn rồi, Chúa cất toàn bộ ơn rồi. Chúa nói rằng họ nói rằng Chúa đã thu hồi tất cả những quyền phép rồi, thu hồi toàn bộ ân tứ rồi. Bây giờ không còn phép lạ, không còn tiếng lạ, không còn đủ quỷ, không còn chữa bệnh, không còn nói tiên tri. Họ đã vu khống cho Chúa Giêsu, họ đã vu khống cho con của Đức Chúa Trời. Và tôi gọi đó là những người nổi loạn, không ạ? Có luôn. Cho nên chúng ta phải biết rằng phải biết rằng mình là ai, đấng mình tin là ai. Và phải nhớ rằng Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi, không hề thay đổi. Đó là sự thật 100%. Nếu năm xưa Chúa Giêsu chữa lành, bây giờ Ngài cũng phải chữa lành. Nếu năm xưa Chúa đủ quỷ, bây giờ Ngài cũng phải đủ quỷ. Và đó là bản chất của Ngài, đó là sứ mạng của Ngài, đó là công việc của Ngài, đó là những gì mà lý do hội thánh tồn tại trên đất này. Hội thánh tồn tại trên đất này để làm công việc của Chúa Giêsu. Hội thánh tồn tại trên đất này để làm gì? Để giúp những con người là nạn nhân của Satan trở nên tự do, giúp những con người đang đau yếu, bệnh tật, đang chết dần, chết mòn trong những tối tâm nghiện ngập, đĩ đếm đổ vỡ, tổn thương đắng cay này được phục hồi. Đó là nhiệm vụ của hội thánh. Nhưng mà vì một lý do nào đó, đúng không ạ? Người ta đã để cho tà linh vô tín ám vào đời sống họ, ám vào cái hệ thống thần học của hội thánh, và họ giảng ra những cái lời hết sức nổi loạn, nghịch lại với mạng lệnh của chính Đấng Christ, nghịch lại với chính lời nói của miệng Đấng Christ, nghịch lại với tất cả những gì mà sứ đồ Phaolô đã rao giảng, đã dạy dỗ, đã truyền lệnh cho hội thánh thực thi. Anh chị em thấy chưa? Cho nên hôm nay đó, trong khuôn khổ bài đầu tiên, tôi muốn giới thiệu cho anh chị em những điều này, để cho anh chị em biết rằng tôi và bạn chị em, những người nào tin trong quyền năng phép lạ, thì chúng ta đang bị thách thức bởi một thế giới vô tính. Không chỉ là thế giới vô tính, chúng ta đang bị thách thức bởi một hệ thống thần học vô tính nữa. Và những con người phục vụ cái hệ thống thần học đó cũng là một cái mối thách thức mà chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải lưu tâm, cần phải lưu tâm. Bởi vì kẻ thù ở khắp mọi nơi, và Satan không muốn quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Satan không muốn mất một tù nhân nào hết, Satan không muốn mất một tấc đất nào hết, phải không ạ? Cho nên Satan chắc chắn sẽ cảm thúc, sẽ sức dầu, sẽ hà hơi cho những đạo quân của nó từ bên ngoài lẫn bên trong, để chống lại những người được sức dầu của Đức Chúa Trời, chống lại những người vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ để chữa lành, để giải phóng, để bày tỏ quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời ra cho thế giới này, và để giúp đỡ anh em mình được lớn lên, được tăng trưởng, được cảm nhận những điều của Chúa. Đấy, thách thức giống như năm xưa đó anh chị, ở trong Mác chương 6, Chúa Giêsu cũng bị thách thức, đúng không ạ? Anh em đọc trong Mác chương 6 xem. Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu cũng bị thách thức. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Simon chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Xong Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng:
đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm được phép lạ nào, chỉ đặt tay. Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Anh chị em bị thách thức giống Chúa Giêsu. Có thể Chúa sẽ sai anh chị em đi làm phép lạ ở đâu đó, chữa lành ở đâu đó, nhưng mà về tại chính hội thánh của mình, anh chị em bị thách thức, chị em không làm được gì cả. Không có sự chữa lành nào xảy ra trong hội thánh của anh chị em cả. Không có con quỷ nào được đuổi ra trong hội thánh của anh chị em cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ không tin. Bởi vì họ không tin, chứ không phải vì anh chị em không được sức giàu, không phải vì anh chị em thiếu ơn, không phải vì anh chị em không vâng lời Chúa, không phải vì Chúa không sai anh chị em. Bởi vì họ không tin. Anh chị em có thể đến thành phố khác, làng khác, đất nước khác, phép lạ sẽ xảy ra, người ta được chữa lành, ung thư được chữa lành, bại sụi được chữa lành, và nhiều con quỷ được la hét, bị la hét đuổi đi. Nhưng mà về tại hội thánh của anh chị em, rồi bay vẫn còn nghe. Amen chưa? Giống Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh chép là gì? Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Cho nên ở đâu có tà linh vô tín khống chế thì ở đó họ không thể đón nhận phép lạ của Đức Chúa Trời. Ở đâu có tà linh vô tín cai trị thì ở đó toàn bộ con người ở dưới sự cai trị của nó sẽ sống trong vòng nô lệ của bệnh tật, đau yếu, tội lỗi, dơ bẩn, bất khiết, tà dâm, ô uế, dối trá, giận dữ, đau đớn và nhiều những trói buộc khác ở dưới cái tà linh vô tín này. Anh em hiểu không ạ? Bởi vì quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời đến là để giải phóng họ, bẻ gãy khỏi tất cả những thứ đó. Nhưng mà tà linh vô tín, chỉ một loại tà linh này thôi, đã cầm buộc con người, không cho tay con người với tới nguồn ân phước của Đức Chúa Trời để mà đón nhận, để mà lấy cho chính mình, cho gia đình mình, cho người thân mình, cho hội thánh mình. Amen anh chị em. Anh chị em chúng ta sẽ bị thách thức, sẽ bị thách thức. Đó là sự thật 100% đang diễn ra ngày nay. Không ạ? Ma quỷ mà nó rất là tinh quái. Nó rất là ẩn mình cực kỳ siêu. Ẩn mình cực kỳ siêu. Người ta nghĩ rằng người ta làm như vậy là đẹp lòng Chúa. Người ta nghĩ rằng người ta như vậy là phục vụ Đức Chúa Trời. Người ta chống lại những người được sức dầu, chống lại Đức Thánh Linh, chống lại dấu kỳ, chống lại phép lạ, chống lại tiếng lạ, chống lại tiên tri, chống lại ân tứ. Và người ta nghĩ rằng đó là người ta đang bảo vệ hội thánh của Chúa. Nhưng thật sự họ đang phục vụ Satan. Mà Satan này, tôi nói đích danh tên của nó luôn, phục vụ tà linh vô tín. Vì vậy thưa ông bạn chị em, bài học buổi tối hôm nay có tên là mạng lệnh của Chúa và tà linh vô tín. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói phải không ạ? Mạng lệnh của Chúa là muốn cho mỗi một con người biết được những gì Ngài làm, tiếp nhận những gì Ngài làm và giúp đỡ người khác cũng có kinh nghiệm như chính mình. Nhưng tà linh vô tín đã ngăn trở những điều Chúa đã làm. Chúa đã làm gì? Chúa đã làm tất cả cho con người. Chúa tha thứ cho con người, Chúa chữa lành con người, Chúa phục hồi con người, Chúa ban thịnh vượng cho con người, Chúa khiến cho con người có thể sống vô tội, Chúa có thể khiến cho con người sống trong bình an vui mừng, Chúa khiến cho những gì đổ vỡ trong con người được lành lặn, Chúa khiến cho con người có thể được giống như chính Ngài. Nhưng linh vô tín nó nói ngược lại. Nó nói rằng những sự mà Đức Chúa Giêsu làm bây giờ không còn nữa, hết rồi. Bây giờ chỉ có được cứu linh hồn thôi. Bởi vì sao nó còn để lại cái này anh chị em biết không? Bởi vì nếu nó không để lại cái này thì nó lòi cái đuôi nó ra. Nếu mà nó không lòi cái đuôi nó ra thì nó cũng nói luôn bây giờ hết sự cứu rỗi rồi.
Bây giờ Chúa Giêsu không cứu rỗi nữa, không chữa lành nữa, không phép lạ nữa, không dấu kỳ nữa, không tiếng lạ nữa, hết sự cứu rỗi hết rồi. Nếu mà không lòi cái đuôi nó nói luôn cái này, tôi đảm bảo. Nhưng mà bởi vì nó phải giữ lại một cái đó gọi là sự cứu rỗi linh hồn. Nhưng mà thật sự á, không biết có được cứu hay không nữa. Không biết có được cứu hay không. Tôi rất nghi ngờ cái sự cứu rỗi này. Không ạ. Bởi vì thật sự một con người nếm sự cứu rỗi của Chúa, người đó sẽ biết Chúa. Người đó sẽ biết Đức Chúa Trời yêu thương, tốt lành, quyền năng như thế nào. Còn đôi khi cái sự cứu rỗi này cũng là bị tà linh vô tín nó lừa luôn. Mà tôi gọi là cho cái ăn bánh vẽ đó, anh chị em biết không ạ? À? Có một cái câu mà tôi nói ngày xưa đó, mà tôi muốn nhắc lại ở đây đó. Cái bánh rẻ tiền nhất là cái gì? Là cái bánh vẽ. Mà cái lời hứa dễ hứa nhất là hứa cho sau khi đã chết. Cho nên tà linh vô tín nó làm điều đó. Không ạ? À? Tà linh vô tín nó làm điều đó đó. Cho nên nó sẽ hứa cho con người cái điều mà gì? Sau khi chết. Bởi vì chết rồi còn biết gì nữa đâu. À, nó thúc giục một số những cái giáo chủ cho con người ăn cái bánh vẽ, phải không ạ? Cái bánh không mất tiền. Ô, đến đi, trung tín đi, dân tiền dân bạc đi, trung tín đi, ngồi đây đi, ngồi cho cháy ghế cho nhà thờ đi, rồi mai mốt lên thiên đàng. Cái bánh này rẻ tiền quá mà, có mất mát cái gì đâu. Đâu có mất một xu nào để mua đâu. Cho nên tôi nói với anh chị, đừng ăn bánh vẽ, đừng nhận lời hứa suộc. Tất cả anh chị em, những con người nghe tôi buổi tối hôm nay, dù anh chị em có đức tin hay chưa có đức tin, hãy đến trực tiếp với Chúa Giêsu và nhận lấy nguồn ơn phước từ nơi Ngài. Ngài là đấng cứu rỗi anh em, Ngài là đấng chữa lành anh em, Ngài là đấng giải cứu anh em, Ngài là đấng bắt tên thánh linh cho anh em, Ngài là đấng khiến cho anh em tự do, bình an, phước hạnh và tự anh em nếm trải sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Hãy khá nếm Đức Giê-hô-va, hãy nếm thử Đức Giê-hô-va là ngọt ngào dường bao, và anh em sẽ mê Ngài. Amen chưa? Đừng nghe cho người ta trang bánh vẽ với lại là hứa suông. Cái đó là linh vô tính nó làm đấy. Amen chưa? Cảm ơn Ngài vì điều này. Tôi sẽ kết thúc cái phần 1 ở đây. Và xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Những ai buổi tối hôm nay nghe tôi mà chưa tiếp nhận Chúa thì hãy cầu nguyện cùng tôi giờ này. Tôi muốn mời tất cả những anh chị em đó, tức là những ai mà chưa bao giờ mở môi miệng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu để được sống, được chữa lành, được giải cứu, được phục hồi, được nâng đỡ, được khích lệ, được tự do trong mọi mặt, hãy cầu nguyện theo tôi giờ này nha. Cầu nguyện đi anh chị em. Tôi mời gọi tất cả những người chưa bao giờ biết Chúa là ai, hãy cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời, con đến với Đức Chúa Trời buổi tối hôm nay với tất cả lòng thành thật của con. Con xin xác nhận rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa trọn vẹn của thế gian, trong đó cho con. Con tin rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con, và Đức Chúa Trời Ngài đã làm Ngài sống lại sau 3 ngày để ban cho con sự sống mới, công bình, thánh sạch. Ngày hôm nay con xin giao nộp và đầu phục linh hồn con, thân thể con, cuộc đời con cho Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời ơi, hãy nhận con làm con cái của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy tha thứ tội lỗi cho con và rửa con sạch bởi huyết Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời ơi, hãy ban Thánh Linh Ngài cho con trong danh Chúa Giêsu, và giúp con có thể đọc hiểu Kinh Thánh và theo Ngài từ nay cho đến đời đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, amen. Tôi chúc mừng tất cả anh chị em nào đã cầu nguyện cùng tôi lời cầu nguyện vừa rồi. Chúa Giêsu sẽ bước vào lòng anh chị em, và Ngài bởi Thánh Linh sẽ chăm sóc anh chị em. Anh chị em nhớ theo dõi những live stream này tiếp theo. Nhớ theo dõi Hội Thánh Nhà Muôn Dân để nghe, để đọc, để hiểu, để biết qua những bài giảng trên đó. Amen anh chị em. Hãy trung tín với linh hồn của mình. Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài. Bây giờ đến thời giờ cầu nguyện. Bây giờ anh chị em,
chẳng có trong đời thời giờ cầu nguyện này không? Buổi tối hôm nay, buổi tối hôm nay tôi muốn Chúa sẽ đụng chạm anh chị em một cách đầy quyền năng, một cách đầy siêu nhiên. Buổi tối hôm nay tôi muốn Đức Chúa Trời đến với anh chị em một cách cá nhân, riêng tư và không bao giờ nhầm lẫn. Chúa đang ở đây, Chúa đang ở đây trên livestream này, Chúa đang ở đây với tôi và Ngài cũng đang ở đó với ông bà anh chị em. Chúa khắp mọi nơi. Đức Chúa Giêsu hôm qua hôm nay đời đời không hề thay đổi. Như tôi đã giảng anh chị em ha, năm xưa Ngài chữa lành, bây giờ Ngài vẫn chữa lành bởi Thánh Linh. Vì Ngài có chết đâu, Ngài vẫn đang sống, Ngài phục sinh, Ngài đang sống bởi Thánh Linh. Ngài đâu có chết đâu, cho nên Ngài vẫn đang chữa lành, Ngài vẫn đang chữa lành. Và Chúa năm xưa đang đuổi quỷ và bây giờ vẫn đang đuổi quỷ. Năm xưa Ngài vẫn đang làm phép lạ cho mọi người và bây giờ Ngài vẫn đang làm phép lạ cho những ai tin Ngài. Hãy tin. Chìa khóa là gì? Hãy tin. Hãy tin Chúa Giêsu hôm qua hôm nay đời đời không thay đổi. Hãy tin một Đức Chúa Trời thành tín đầy quyền năng. Chắc chắn Ngài sẽ đến với anh chị em giờ này. Anh chị em có sẵn sàng không ạ? Hãy ai tin thì người đó được. Chúa Giêsu nói mọi sự đều được cho những người nào tin. Anh chị em có tin không? Tôi muốn anh chị em hãy đưa cao đôi tay của mình lên giờ này. Và thần của Đức Chúa Trời bắt đầu sẽ đến trên anh chị em. Đức Thánh Linh hiện diện một cách rất thật và Ngài làm phép lạ trên anh chị em cũng rất thật. Và rất thật. Và buổi tối hôm nay Ngài sẽ chạm anh chị em một cách quyền năng. Một lần nữa tôi muốn anh chị em đưa đôi tay mình lên như thế này. Và hãy trông đợi. Hãy trông đợi thần Đức Chúa Trời Ngài đến. Hãy trông đợi Ngài đến với những dấu kỳ phép lạ trên hồn linh và thân thể của anh chị. Bởi danh của Giêsu Ngài đến trên mỗi một anh chị em đang ngồi và theo dõi livestream này. Vâng, chúng ta hãy nhắm đôi mắt mình lại và giơ đôi tay mình lên. Thần Đức Chúa Trời ở đây và cũng ở đó với anh chị. Hãy giơ đôi tay mình lên. Giơ đôi tay mình lên. Trời ơi, hãy đổ thần Ngài đến. Thánh Linh hãy đến trên mỗi một anh chị em con, những người đang đưa cao đôi tay với đức tin xác quyết nơi sự thăm viếng của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con chào đón Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con chào đón gió của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Con chào đón ngọn lửa quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Con kêu danh của Chúa trên ông bà anh chị em con buổi tối hôm nay. Con kêu danh của Chúa trên ông bà anh chị em con buổi tối hôm nay. Và ta truyền lệnh cho toàn bộ những quyền lực tối tăm, toàn bộ những con quỷ, toàn bộ những con quỷ vô tín, những con quỷ đau đớn, những con quỷ bệnh tật, những con quỷ đến từ địa ngục, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan, ta nói chuyện với tụi bay. Hỡi Satan, ta biết ta là ai và tụi bay là ai. Ta biết ta là người được Đức Chúa Trời sức dầu để bẻ gãy mọi ách của tụi bay. Ta biết ta là người được Đức Chúa Trời sức dầu để bẻ gãy toàn bộ mưu gian trước bẩn của tụi bay. Toàn bộ những con quỷ đó hãy rời đi. Toàn bộ những con quỷ bệnh tật hãy rời đi. Những con quỷ ô uế hãy rời đi. Những con quỷ tà thuật hãy rời đi. Những con quỷ vô tín hãy rời đi. Những con quỷ nóng giận nổi loạn hãy rời đi. Những con quỷ rủa xả xuyên thế hệ hãy rời đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy đi đi. Đi đi. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa Thánh Linh đến trên toàn bộ dân sự của Ngài giờ này. Lửa Thánh Linh đến từ đến đâu đến gốc chân họ giờ này. Lửa Thánh Linh sẽ thiêu toàn bộ những con quỷ đang có mặt giờ này. Lửa Thánh Linh sẽ thiêu toàn bộ những con quỷ nào đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Lửa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Lửa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được tự do. 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 Hỡi những người nam người nữ hãy được tự do.
tự dơ khỏi bệnh tật của mình, tự dơ khỏi những thói hư tật xấu của mình, tự dơ khỏi những ác mộng của mình, tự dơ khỏi những rủa xả giới hạn của mình, tự dơ khỏi những nghèo đói nợ nần của mình, tự dơ khỏi những bại liệt, tự dơ khỏi những ung thư của mình, tự dơ khỏi những điều gì xấu xa đổ vỡ của mình, tự dơ trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Thánh Linh ơi, chuyển động giờ này, Thánh Linh chuyển động giờ này, trong danh Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh chuyển động giờ này, Đức Thánh Linh chuyển động giờ này, Đức Thánh Linh chuyển động giờ này, Đức Thánh Linh chuyển động trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi con quỷ bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ vô tính bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ bệnh tật bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ nổi loạn bất an bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ lo lắng phá rối bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ tài dâm ô uế ngoại tình nghiện ngập bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ của cái sự nổi loạn bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ của những tà giáo tà đạo bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ của những giáo lý từ Satan bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ của sự chống đối Đức Thánh Linh bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ gây mù lo bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ gây câm điếc bị trói buộc giờ này, mọi con quỷ gây tâm thần trầm cảm bị trói buộc giờ này, trói buộc mày giờ này, trói buộc mày giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Hallelujah. Anh em hãy xưng, hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố. Anh em hãy nói con tin, con tin, con tin sự sức giàu của Ngài bể gãy mọi ách trên đời sống của con. Con tin ung thư phải ra khỏi thân thể của con tin sự chữa lành của Ngài. Con tin sự giải cứu của Ngài. Con tin, hallelujah. Con tin, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng những phép lạ Ngài làm. Con tin rằng Ngài đang giải cứu và ban phước cho con. Con tin Ngài đang chữa lành và ban phước cho thân thể của con. Con tin con được tự do. Con tin con được phục hồi. Con tin con được phục hồi. Amen. Hãy công bố cho em, công bố, công bố, công bố, công bố bởi đức tin của mình. Đức tin của mình. Miệng anh chị em nói ra cái gì anh chị em nhận lại cái đó. Miệng anh chị em nói ra cái gì anh chị em nhận lại cái đó. Hãy công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng nữa đây anh chị em. Nữa đi. Cảm ơn Ngài. Tôi tuyên bố sự tự do. Tự do. Rất đơn giản anh chị em nhé. Đôi khi đuổi tà linh nó rất đơn giản. Khi anh chị em biết mình có những tà linh gì, khi tôi cầu nguyện ra lệnh, anh chị em hãy thở nó ra. Vì tà linh là linh là gió, nó ở thể khí, nó ở thể linh. Cho nên anh chị em hãy thở ra môi miệng của mình. Và anh em tin rằng anh chị em được tự do. Anh em tin rằng nó phải rời đi bởi danh của Chúa Giêsu. Cho nên tôi công bố mọi tà linh đang trói buộc đời sống anh chị em phải rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rời lập tức giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Không quan trọng nó tên gọi là gì, phải rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi uế linh phải đi ra, mọi uế linh phải đi ra, mọi uế linh phải đi ra, mọi uế linh phải đi ra. Anh chị em đặt tay vào bụng dưới hoặc trên ngực của mình, anh em đặt tay vào bụng dưới trên ngực của mình. Mọi uế linh phải đi ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mọi uế linh phải đi ra khỏi những thân thể này giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh của bệnh tật, mọi uế linh của thần kinh, mọi uế linh của bại liệt, mọi uế linh của huyết áp tiểu đường, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh của tà thuật bùa ngải hãy rời đi. Mọi những gì mà anh em ta đang ăn uống trên băng của mày Satan hãy rời đi. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Rời đi. Rời. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Chị em hãy trục xuất nó ra. Trục xuất nó ra. Mở môi miệng mình ra, trục xuất nó ra. Trục xuất nó ra. Trục xuất nó ra. Linh ở thể khí nó có thể ra khỏi người anh chị em. Một là anh chị em hoàn toàn không có cái cảm nhận gì, anh em hãy tin nó đi ra. Hai là nó có thể ra khỏi người anh chị em qua tuyến mồ hôi, tuyến nước mắt, qua sự nôn ói co giật, qua những cái sự khạc nhổ. Tất cả những cái thứ đó nó đều tự nhiên trong con người, chứ không phải anh chị em cố gắng móc họng mình để khạc nhổ, không cả nhà. Tự nhiên hoàn toàn Đức Thánh Linh tác động trên thân thể của anh chị em, và tà linh phải tự biểu lộ và nó rời đi. Tà linh tự biểu lộ và nó rời đi. Nó khiến cho anh chị em có những cái cảm giác như vậy. Hãy cảm tạ Chúa và tôn vinh Chúa. Hãy hoàn thành sự cứu rỗi của mình. Hãy hoàn thành sự cứu chuộc của mình. Hãy hoàn thành sự giải cứu của mình buổi tối nay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng.
hãy tự do đi anh chị. Tôi muốn nói tất cả những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này phải được tự do. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, mọi con quỷ có mặt trên đời sống của anh chị em trong bất kỳ lĩnh vực nào phải bị cột trói và phá hủy giờ này. Bị cột trói và phá hủy giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Bị cột trói và phá hủy giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Bị cột trói và phá hủy giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Tiếp tục tự do đi anh chị. Tự do. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa về những điều này. Tôi tin rằng mọi con quỷ trói buộc trong đời sống chị em nó phải rời đi. Bất kể nó đến từ nguồn nào, nó đến từ quá khứ hiện tại, hay nó đến từ tổ tiên cha mẹ, nó đến từ dòng dõi tổ tông, bởi danh của Chúa Giêsu nó phải rời đi. Bởi vì Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền để lấy danh Ngài mà trừ quỷ mà anh chị. Cho nên nó phải đi trong danh Chúa Giêsu Christ. Anh em công bố ra, bởi danh Chúa Giêsu ta tin rằng mày đã đi rồi. Cho dù mày có bất cứ biểu hiện gì, ta không quan trọng, mày phải rời khỏi cơ thể và tâm hồn của ta. Mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền này. Ta không chấp nhận mày. Ta không dung túng mày, Satan. Ta không chấp nhận bất cứ sự có mặt nào của mày trên đời sống của ta, Satan. Này mày công bố, công bố, công bố, công bố. Công bố, amen. Cảm ơn Ngài. Và giờ này, những anh chị em có bệnh hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Bệnh trong xương, trong khớp, trong máu, trong thận, trong tim, trong gan, trong phổi, trên ngực, trên đầu, hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình. Kinh Thánh chép rằng ai tin ta đặt tay lên người bệnh thì người bệnh được lành. Anh chị em bệnh chỗ nào đặt tay vào chỗ đó, và bởi đức tin anh chị em được lành. Được không ạ? Bởi đức tin anh chị em được lành. Mọi sự đều được cho những người tin. Mọi sự đều được cho những người tin. Tất cả đều được cho những ai tin. Bất kể anh chị em đang bệnh gì, bất kể là bác sĩ y khoa y học nói gì, cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh chị em có tin Chúa Giêsu có thể chữa lành mình hay không. Điều đó mới là điều quan trọng. Phải không ạ? Điều đó mới là điều quan trọng. Hãy đặt đức tin nơi danh của Ngài. Hãy đặt đức tin nơi lời của Ngài. Và anh chị em sẽ đón nhận sự chữa lành một cách siêu nhiên. Siêu nhiên không thể giải thích. Không thể giải thích. Điều quan trọng người ta nói gì không quan trọng. Mà quan trọng là anh chị em được lành trong danh Chúa Giêsu. Tôi công bố giờ này. Tôi công bố giờ này. Tôi công bố giờ này, trong danh Chúa Giêsu, mọi bệnh tật trên thân thể anh chị em ngay tại chỗ tay anh chị em đặt đó phải bị di dời. Phải bị di dời. Trong danh Chúa Giêsu đó phải bị di dời. Trong danh Chúa Giêsu nó phải bị di dời. Trong danh Chúa Giêsu phải bị di dời. Bất kể bệnh là gì, khối u trong tim, trong phổi, trong thận, trong máu, trong huyết, trong xương khớp, hãy di dời. Trong dạ dày, trong ruột non, ruột già, trong trĩ, trong tử cung, tất cả mọi bệnh tật ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu phải bị di dời. Đi ra khỏi những thân thể này. Đi ra khỏi những thân thể này. Đi ra khỏi những thân thể này. Đi ra khỏi những thân thể này trong danh Chúa Giêsu. Tôi chia tách bệnh tật ra khỏi thân thể của anh chị giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi chia tách bệnh tật ra khỏi thân thể của anh chị giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi khai phóng quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh vào trong thân thể của anh chị giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và tôi nói hãy lành bệnh đi. Tôi nói hãy lành bệnh đi. Tôi nói hãy lành bệnh đi. Tôi nói hãy lành bệnh đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói hãy lành bệnh đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói thân thể anh em hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói tim anh chị em lành đi, phổi anh chị em lành đi, thận anh chị em lành đi, xương khớp anh chị em được phục hồi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiền đình được chữa lành, đau đầu được chữa lành, đau nửa đầu được chữa lành, mỏi mệt được chữa lành, bất an được chữa lành, mỏi mệt lo âu được chữa lành, trầm cảm được chữa lành. Oh hallelujah, bệnh cao huyết áp được chữa lành, tiểu đường được chữa lành, bệnh trong tử cung được chữa lành. Mọi khối u hãy tan đi biến đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi khối u hãy tan đi biến đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tan đi biến đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang nằm trên liệt trên giường bệnh, tôi công bố sự sống trên thân thể của người đã giờ này. Hãy đón nhận sự sống trong danh Giêsu trên thân thể của bạn trên giờ này. Sự sống trên cơ, trên xương, trên khớp, trên máu huyết giờ này. Hãy ngồi dậy từ giường bệnh của mình. Ngồi dậy từ giường bệnh của mình.
ngồi dậy từ giường bệnh của mình trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy đứng dậy từ giường bệnh của mình trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy phục hồi, phục hồi, phục hồi. Ta ra lệnh cho toàn bộ linh bại liệt này hãy rời đi. Toàn bộ linh bại liệt này hãy rời đi. Mọi thân thể được bại liệt này hãy đứng dậy đi. Đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Oh, in Jesus mighty name. Jesus mighty name. Hãy tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Đầu vai gãy hãy lành đi. Đầu đốt sống hãy lành đi. Mọi voi hóa, mọi sơ vữa hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Sơ vữa, tĩnh mạch, động mạch hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tâm thần phân liệt hãy lành đi. Trầm cảm tự kỷ hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi loại bệnh tật mạng tính tai mũi họng hãy lành. Son mũi son trắng hãy lành. Xương khớp hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đau vai gãy hãy lành. Đau vai gãy hãy lành. Bệnh mờ mắt khương mắt đục thủy tinh thể hãy lành. Bệnh điếc tai chảy mũ tai hãy lành. Bệnh viêm tai giữa hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tôi đọc những căn bệnh này và anh em hãy lấy đức tin mà nhận sự chữa lành cho mình. Không phải vô tình tôi đọc những căn bệnh này đâu anh chị. Thần của Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi nói ra những căn bệnh này. Hãy lấy đức tin và nói rằng con đã được lành. Bệnh con đã được lành. Bệnh con đã được lành. Kinh nguyệt không đều hãy lành. Đau bụng kinh hãy lành trong danh Chúa Giêsu. Ung thư tử cung, cổ tử cung hãy lành. Mọi khối u bên trong hãy rớt ra. Rớt ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hãy lành. Hãy lành, hãy lành, hãy lành. Bệnh chàm trên da, tổ địa, vẫy nến hãy lành. Tất cả những bệnh trên da hãy lành. Tôi bẻ gãy sự rủa xả trên da. Trên da, trên da của những ai đó đang ở trước màn hình này. Da bị vẫy nến, bị sần sùi mọc mụn nhọt đó hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do, mọi bệnh tật phải được lành. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Ai đau bả vai này hãy lành. Người đau bả vai này hãy lành, giơ tay lên, giơ tay lên. Đau bả vai, trật bả vai này hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lên hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Oh hallelujah. 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 Tôi công bố sự chữa lành cho toàn bộ thân thể con bạn trên giờ này. Từ đỉnh đầu đến gót chân được lành. Từ đỉnh đầu đến gót chân được lành. Từ đỉnh đầu đến gót chân bạn trên được lành. Hãy đứng dậy nhảy nhót nè. Hãy đứng dậy nhảy nhót vui mừng tạ ơn Chúa. Hallelujah nè. Con đã lành, con đã phục hồi. Con đã được phục hồi, con đã được phục hồi. Thân thể con đã được chữa lành. Bao tử con đã được chữa lành. Phổi con đã được chữa lành. Không còn khó thở nữa. Tim mạch con đã được chữa lành. Không còn hồi hộp nữa. Ô thận gan con đã được chữa lành. Gan con được chữa lành. Thận con được chữa lành. Xương khớp con được chữa lành. Không còn đau nhức nữa. Hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hãy tin. Mọi sự đều được cho những ai tin. Mọi sự đều được cho những ai tin. Bởi lần rồi Giêsu Christ chịu. Bởi lần rồi mà Ngài chịu đó, anh chị em đã được lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đó là lời Đức Chúa Trời, không phải lời tôi. Không phải tôi hứa với anh em, mà Chúa Trời hứa với anh em. Chúa Trời hứa với anh em rằng bởi cớ Chúa Giêsu đã trả giá và bệnh anh chị em được lành. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, mọi bệnh tật trên thân thể anh em được lành. Không con quỷ nào có thể lừa anh chị em được. Không một thứ gì có thể cướp phước hạnh này khỏi anh chị em được. Miễn anh chị em hãy tin. Đừng vô tính hãy tin. Đừng nghi ngờ hãy tin. Đừng bao giờ để cho tà linh vô tín nó có chỗ trong lòng anh chị em. Hãy tin, xác quyết hãy tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Dù anh chị em ung thư gần chết nằm trên giường bệnh cũng hãy tin. Người chết 4 ngày Chúa còn làm cho sống lại mà. Cho nên không có việc gì khó đối với Chúa Giêsu hết. Cái khó nhất đối với tất cả chúng ta là tin thôi. Nhưng mà cái này đó nó là quyền lực. Anh chị em phải lấy danh Chúa Giêsu mà đuổi sự vô tín ra khỏi tâm trí của mình. Nếu anh em đang nằm trên giường bệnh và thấy mình khó tin rằng Chúa có thể chữa lành mình,
Mình thấy mọi sự đều đen tối bi đát, hơi thở mình chỉ còn thoi thóp thôi, nhịp tim mình còn cả 20-15 thôi, huyết áp mình lên tới 250, 300 sắp đai rồi. Thì tôi nói với anh chị em, cái điều quan trọng bây giờ là anh chị em có tin Chúa Giêsu đến và anh chị em được phục hồi hay không. À, còn nếu anh chị em nằm đó và nói tôi chắc chết thì chết thiệt. Chết thiệt. Anh em hãy nói bởi Chúa Giêsu tôi sống. Tôi sống để thực lại việc quyền năng mà Chúa làm trên đời sống của tôi. Tôi công bố tôi bứt đứt mỗi dây trói bệnh tật trên đời sống của tôi và tôi phải được phục hồi. Tôi phải được chữa lành vì Chúa đã chữa lành tôi. Hallelujah. Cầu nguyện đi anh chị em. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Những ai bệnh tật nặng đã cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Con đã lành. Con đón nhận sự chữa lành bởi quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu. Được khai phóng vào thân thể con giờ này bởi Đức Thánh Linh. Hãy nói một cách xác quyết điều đó anh chị em. In Jesus' mighty name. Wow. Tôi mà còn muốn anh chị em được lành một cách tha thiết thì huống chi là Chúa. Chúa muốn anh chị em được lành còn hơn cả chính anh chị em muốn anh chị em được lành. Hãy tin tôi đi. Chúa là tình yêu và Ngài không muốn thấy một con cái Ngài nào của Ngài bệnh tật đau đớn cả. Không bao giờ Ngài muốn. Đừng vu khống Chúa Giêsu. Tôi nhắc lại, đừng vu khống Chúa Giêsu. Đừng vu khống đấng yêu thương và muốn chữa lành con cái của Ngài. Ngài hôm qua hôm nay đến đời đời không thay đổi. Và Ngài đang muốn chữa lành tất cả mọi người, miễn rằng anh em phải tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Korabakasatarabasi. Cường giáp, ung thư hay bất cứ thứ gì, cứ đặt tay vào chỗ đó và ra lệnh cho nó phải tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi khối u phải tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, phải rớt xuống teo đi và biến mất đi ra khỏi thân thể ta. Ta không chấp nhận bất kỳ một khối u nào. In Jesus' mighty name, oh rabaka saikan ken ken taraka subaraka teri si taraka sharabanda. In Jesus' mighty name, Jesus' mighty name, Jesus' mighty name, Jesus' mighty name. Vinh hiển thuộc về Chúa. Anh chị em ơi, hãy comment xuống bên dưới những điều Chúa vừa làm cho anh chị em. Tôi biết rất nhiều phép lạ vừa xảy ra, rất nhiều những điều siêu nhiên vừa xảy ra. Hãy comment xuống bên dưới, comment xuống bên dưới. Oh hallelujah, hallelujah. Rabakasara kalala kesidara. Comment xuống bên dưới anh chị. Hãy ghi xuống bên dưới những điều Chúa Giêsu vừa làm. Sợ gì? Phải không ạ? Chúa làm gì cho mình, viết xuống cho thế giới biết. À, cho hàng ngàn hàng triệu những con người họ biết. Đừng sợ, đừng giấu giếm gì cả. Hãy tôn cao Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta. Hãy mạnh dạn nói rằng Ngài là đấng chữa lành tôi. Tôi tin như thế và tôi nói. Đừng sợ gì cả. Con người không giúp gì được anh chị em đâu. Giáo chủ này nào không giúp gì anh chị em đâu. À, tổng này tổng kia không giúp gì được anh chị em đâu. Chính Chúa Giêsu mới giúp đỡ anh chị em. Đừng sợ. Amen. Cảm ơn Ngài. Hãy tôn kính Ngài bằng cách làm chứng. À, đừng như Nicodem. À, đến phải đến bằng đêm sợ chụp hình đăng Facebook thì đừng sống vậy. Thoải mái. Hãy cứ vô tư. Amen. Hãy vô tư. Thoải mái, bởi vì Chúa làm phép lạ trên tôi. Tôi khoe Chúa của tôi. Tôi tự hào để khoe cho thế giới biết Chúa đã làm gì cho tôi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, amen chị em. Viết xuống. Viết xuống những điều Chúa vừa làm. Wow, tạ ơn Chúa nhiều điều lắm. Rất nhiều điều Chúa làm. Cảm ơn Ngài. Chúa chạm tấm lòng của anh chị. Thánh Linh chạm tấm lòng của anh chị. Thánh Linh chạm tấm lòng của anh chị em giờ này. Tôi công bố thần Đức Chúa Trời sức dầu cho anh chị em giờ này. Ngài chạm tấm lòng của tất cả anh chị em giờ này. Chạm tấm lòng của tất cả anh chị em giờ này. In Jesus' mighty name. Ngài chạm tấm lòng của tất cả anh chị em giờ này. Tái đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em giờ này. Tái đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em giờ này. Tái đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em giờ này. Amen. Tôi nói rằng anh chị em, chính anh chị em sẽ đi chữa lành đủ quỷ cho người khác. Anh chị em cứ giảng phúc âm và chữa lành đủ quỷ cho người ta. Giảng phúc âm và chữa lành đủ quỷ cho người ta, đưa người ta vào nước vương quốc Đức Chúa Trời. Hallelujah. 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 Amen. Các người được lành toàn bộ thân thể. Wow, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Oh hallelujah.
Cảm ơn Ngài đấng chữa lành. Wow, Chúa chữa lành quá nhiều. Quá nhiều. Chúa chữa lành quá nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Amen cho em. Wow, ta ơn Ngài. Ta ơn Ngài. Amen. Thánh Linh ơi, thăm viếng dân sự của Ngài. Thăm viếng dân sự của Ngài. Mỗi một người đang đưa tay ra để đón nhận, con xin dầu của Ngài đổ xuống họ giờ này. Dầu mới của Ngài đổ xuống trên họ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Dầu mới của Ngài đổ xuống sức dầu cho anh chị em con, những người nam, người nữ đang ở đây. Và những người mới tin Chúa buổi tối hôm nay cũng vậy. Hãy sức dầu và tràn đầy Thánh Linh. Thánh Linh ơi, giáng xuống trên anh chị em con. Những ai chưa nói tiếng lạ, hãy mong đợi mình nói tiếng lạ giờ này. Hãy giáng Thánh Linh xuống trên anh chị em con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Thánh Linh, Holy Spirit, hãy giáng xuống trên họ giờ này. Anh em mong đợi nói tiếng lạ. Ngôn ngữ cầu nguyện mới đó sẽ khiến cho anh em kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đổ đầy. Hãy đón nhận đến chị em. Đón nhận. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Oh hallelujah. Oh rabakarakachi. Nói tiếng mới đi anh chị em. Những ai chưa nói hay nhận đầy dậy Thánh Linh và bắt đầu mong đợi từ bên trong lòng mình, bắt đầu nói ra một thứ tiếng khác. Nói ra một thứ tiếng khác. Đó là ngôn ngữ Thánh Linh cho những tín đồ thời Tân Ước. Ai tin ta sẽ dùng tiếng mới mà nói, đó là lời Chúa Giêsu. Tiếp tục đi. Đổ đầy. Anh chị em hãy nói thứ tiếng khác. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Vinh hiển thuộc về Chúa. Wow, Chúa chữa lành. Chúa chữa lành rất là nhiều. Cảm ơn Ngài. Và Chúa giải phóng cũng rất nhiều người luôn. Người nào mà ngáp không khớp miệng lại được và bây giờ đã đi ra và người nhẹ nhàng bình an. Wow, Pharaoh. Danh Chúa được tôn cao. Amen cho em. Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em hãy đọc những comment ở dưới đây sẽ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động như thế nào. Wow, cả Ngài chữa lành đau chân, đau vai. Chữa lành hoàn toàn. Anh chị em thấy không ạ? Tạ ơn Chúa. Những điều diệu kỳ. Oh, hallelujah. Đau khớp, đau vai, đau chân được chữa lành hoàn toàn. Cảm ơn Ngài. Xương cốt được phục hồi. Vai gáy được phục hồi. Cảm ơn Chúa. Thấy chưa? Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đến cho em. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Wow. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Chúa Thánh Linh đang ở đây. Và tôi rất vui được học lời Chúa cùng với anh chị em buổi tối hôm nay, để đem lễ thật được rao giảng. Và khi lễ thật được rao giảng thì con người được tự do. Amen anh chị em. Tôi một lần nữa thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em một cách dư dật, đầy dẫy và ở cùng với anh chị em. Chúc anh chị em ngủ ngon, bình an và có những giấc mơ đến từ Chúa. Xin Chúa ban phước. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.